Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu đã tới buổi livestream của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Ryan ạ. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, thì trước mặt Bảo Vân hiện tại là một chị khách hàng đang sử dụng dịch vụ điều trị mụn siêu vi điểm bằng công nghệ Melas Picosur. Các bạn chuyên viên kỹ thuật thì đang bắt đầu tiến hành vệ sinh tình trạng da của bạn. Thì như mọi người đã thấy là chị khách hàng hiện tại là đang gặp các cái vấn đề là chị đã từng sử dụng các cái sản phẩm chứa corticoid và sử dụng các cái loại thuốc rượu ngày xưa mà các chị em phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngày xưa hay sử dụng ấy. Thì sau một thời gian thì chị bị tình trạng là lên rất là nhiều những cái mụn mủ, mụn viêm và mụn bọc. Đặc biệt là các cái mụn này thì nó sẽ có mùi và bên trong thì chứa rất là nhiều những cái dịch lỏng màu vàng và gây cái tình trạng là bị bít tắc cái lỗ chân lông. Lúc nào tình trạng da của chị thì lúc nào cũng bị đổ nhiều dầu và khó chịu ở trên bề mặt da. Thì chị cũng đã từng sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm nhưng mà không có hiệu quả. Thì được một người bạn giới thiệu đã điều trị thành công ở bên mình rồi á, thì chị tiến hành là tin tưởng lại một lần nữa và đã ghé qua Viện Thẩm mỹ để làm điều trị. Thì với tình trạng của chị hiện tại á, là chị vừa bị mụn viêm này, vừa bị lỗ chân lông to và tuyến bã dầu nhờn bị bít tắc và rối loạn á, thì được các bác sĩ chuyên khoa về kỹ thuật đã kiểm tra, soi da và thăm khám tình trạng. Với tình trạng của bạn này á, thì bên mình đang tiến hành làm buổi kỹ thuật siêu vi điểm, thì khoảng tầm từ 3 tới 4 buổi tình trạng của chị sẽ giảm hẳn khoảng tầm là từ 80-90%. Đó, thì mọi người hãy cùng chờ xem cái kết quả của chị khách hàng bên mình sau khi điều trị một liệu trình thì sẽ như thế nào nhé. Đối với dịch vụ điều trị mụn của bên mình á, thì bên mình sẽ có giấy cam kết bảo hành đàng hoàng cho khách hàng. Cho nên là những bạn nào mà đang có những cái tình trạng là mụn viêm này, mụn mủ này, mụn sưng đỏ này, lỗ chân lông to, mụn đầu đen nhiều và đặc biệt là mặt lúc nào cũng bị đổi dầu nhiều và khiến cho mình không có được tự tin để giao tiếp với những người xung quanh và bị bất tiện trong công việc á, thì mọi người có thể là để lại số điện thoại dưới livestream ngày hôm nay để các chuyên viên bên chăm sóc có thể là xin lại cái thông tin của mình và gọi điện để tư vấn đặt lịch cho mình để tới gặp các chuyên viên, các bác sĩ để thăm khám tình trạng, để xem là tình trạng của mình đang ở cái cấp độ như thế nào và mình tiến hành điều trị nhé. Và sau đây thì Bảo Vân tiếp tục để cho các chuyên viên điều trị cho các bạn. Và chúc tất cả các quý khách hàng thân yêu một ngày làm việc cũng như là một ngày thư giãn thật là tuyệt vời và nhiều sự vui vẻ và hạnh phúc nha.